Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngày 10 tháng 1, lễ trao giải Golden Week Awards đã được tổ chức với dàn nghệ sĩ đình đám như BTS, Twice, G-Idle, Stray Kids, GOT7, NCT, v.v. Nếu ngày đầu tiên của Grammy Hàn Quốc trao giải ở lĩnh vực nhạc số, thì buổi diễn thứ hai này vinh danh thành tích của các nghệ sĩ trong mảng album. Lễ trao giải Golden Week Awards vốn có truyền thống trao danh hiệu tân binh của năm cho nhiều nghệ sĩ. Năm nay có 3 cái tên được xướng danh ở hạng mục này là ENHYPEN, Treasure và Kim Ho Jung. Đây là giải tân binh thứ hai của ENHYPEN và là thứ ba đối với Treasure. Đáng tiếc không nhóm nhạc nữ nào được đề cử cho giải tân binh năm nay và bước lên nhận danh hiệu quý giá này tại Golden Week Awards 2021. Ở hạng mục màn biểu diễn xuất sắc nhất, chủ nhân của danh hiệu này là Stray Kids và G-Idle. Đây là một giải thưởng dành cho các nghệ sĩ không ngừng biến hóa qua mỗi lần tái xuất. Giải Bonsang Album được trao cho 10 nghệ sĩ. Sau Bonsang ở mảng nhạc số, đây là giải thưởng thứ hai mà Blackpink nhận được tại Golden Week Awards dù không dự lễ. GOT7 cũng là cái tên gây được chú ý vì lễ trao giải này là lịch trình cuối cùng của các thành viên trước khi rời khỏi JYP. Danh hiệu Bonsang bán đĩa cũng là giải thưởng cuối cùng mà nhóm nhận được dưới tư cách là một nhóm. Giải thưởng đề danh dành cho album xuất sắc nhất thuộc về BTS và đĩa nhạc Map of the Star 7. Các chàng trai đã chinh phục thành công sau khi bỏ lỡ đề danh mảng nhạc số trong ngày đầu tiên của lễ trao giải này. Thành tích này không có gì là bất ngờ vì Map of the Star 7 lập kỷ lục là album bán chạy nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc. Trước đó BTS cũng là một trong 10 cái tên chiến thắng danh hiệu Bonsang. Cũng giống ngày đầu tiên, nhóm nhận giải với đội hình đầy đủ 7 thành viên vì Suga đã quay trở lại hoạt động sau phẫu thuật vai. Tổng hợp các giải thưởng tại lễ trao giải Golden Disc Awards 2021 ở mảng album như sau: Đề sang album BTS Map of the Star 7, Bonsang album NCT, EXO, Baekhyun, TXT, GOT7, Blackpink, Twice, Seventeen, NCT 127 và BTS. Giải tân binh của năm Treasure, ENHYPEN, Kim Ho Jung. Nghệ sĩ quốc tế NCT 127. Màn trình diễn xuất sắc nhất G-Idle, Stray Kids. Nhạc phim xuất sắc nhất Aloha của Jo Jung Suk. QQ Music Fan Choice K-pop Artist EXO. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.